Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Ngày hôm nay Khánh Duy sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bộ truyện mang tên Mãng Hoang Kỷ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu một cuộc hành trình mới theo ngòi bút của tác giả Mãng Hoang Kỷ, tập 1. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh! Các người đều đã chết rồi, đều biến thành quỷ rồi, nhanh lên, nhanh lên! Ngươi là vương gia sao? Ngàn vạn con dân, 3 vạn thiết kỵ. Vương gia ở dương gian, xuống đến âm ti địa phủ của ta, đều chả là cái thá gì cả. Đùng, đùng! Nguyên một đám quỷ binh cao to vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét quất roi. Cây roi bên trên lóe lên ánh chớp, quật lên đám quỷ hồn đằng kia. Đặc biệt là cái tên quỷ hồn kêu gào mình là vương gia, ngay lập tức bị quất mấy chục roi. Đến tận lúc quỷ hồn kia trở nên mỏng manh như sắp tiêu tán mới dừng lại. Có lẽ ta đã chết. Đây là... nơi này là ân tào địa phủ sao? Kỷ Linh hư vô mà xuất hiện, không khỏi hiếu kỳ quan sát hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, liền nghe được tiếng kêu gào của tên vương gia. Điều này làm cho Kỷ Linh càng thêm nghi hoặc. Ngàn vạn con dân ư? 3 vạn thiết kỵ? Địa cầu bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi, làm gì có 3 vạn thiết kỵ chứ? Nhanh lên, nhanh lên! Phía trước, tên nghiêu đầu quỷ binh cao to vạm vỡ, toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh, đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh, gầm gừ mà quát. Kỷ Linh theo hướng hàng ngũ tiến lên, vô số bóng người áo trắng xếp thành một hàng kéo dài đang chậm chạp đi tới. Cuối hàng dần xuất hiện thêm những bóng người áo trắng từ hư vô mà đến. Những bóng người áo trắng này có lắc đầu thở dài, có gào khóc, có kêu gào tức giận, có kinh ngạc, nghi hoặc. Cha ta là Yêu Vương Đại Tuyết Sơn, ngươi dám đánh ta, ta ăn ngươi. Đừng đánh, đừng đánh, à! Những tên quỷ hồn vừa mới gia nhập coi âm tối tăm đều từng là mình chưa chết. Mỗi lần bị quật là có không ít tiếng phẫn nộ, kêu gào, nhưng rất nhanh hiểu được làm sao bị quật. Bọn họ đã chết, thực sự đã chết. Mặc cho khi còn sống, phong quang cỡ nào thì sau khi chết đều là công giá tràng hết. Thời gian trôi qua, Kỷ Linh đã đi rất lâu theo hàng ngũ vô số quỷ hồn khác. Hắn không dám nói lời nào vì chỉ cần hé răng nửa lời, ngay lập tức sẽ bị mấy tên đầu trâu mặt ngựa quật roi. Cứ im lặng như vậy thật lâu, may là quỷ hồn cũng không biết đói khát. Sau một ngày im lặng đi thật lâu, Kỷ Linh! Một đạo thanh âm ầm ầm như tiếng sấm không ngừng chấn động xung quanh sinh ra tiếng vọng. Một đám dày đặc vô số quỷ hồn đều ngẩng đầu nhìn về hướng chân trời. Kỷ Linh cũng nhìn theo, chỉ thấy nơi chân trời có một đám mây đen cực lớn đang cuồn cuộn bay tới. Đứng trên đám mây đen là một tên cự đại nghiêu đầu quỷ thần, xung quanh tản ra hắc quang. Tên cự đại nghiêu đầu quỷ thần cao tầm vạn trượng như ngọn núi, đứng sừng sững trên đám mây đen đang từ chân trời bay đến. Kỷ Linh! Cự đại nghiêu đầu quỷ thần từ phía trên mây đen nhìn xuống phía dưới, hai con mắt bắn ra hai chùm tia sáng màu vàng xẹt qua bầu trời, chiếu thẳng xuống Kỷ Linh đang đứng thẫn thờ ở phía dưới. Hai con mắt của cự đại ngưu đầu quỷ thần bắn ra kim quang quấn lấy người của Kỷ Linh. Kỷ Linh liền biến mất ở hàng ngũ. Những tên đầu trâu mặt ngựa quỷ binh bình thường đều im thiên thít, còn đám quỷ hồn thì kinh ngạc đến thừa người ra, sau một lúc mới kịp phản ứng lại. Bên trên bầu trời mây đen vô tận, nghiêu đầu quỷ thần vạn trượng đang đứng trên đám mây đen. Hắn xòe tay ra, trên bàn tay có một điểm nhỏ đang đứng, đó chính là Kỷ Linh. Kỷ Linh đang hiện tại hoàn toàn bối rối. Trời, mình đang ở trong lòng bàn tay của một tên nghiêu đầu cự thần cao vạn trượng ư? Kỷ Linh! Nghiêu đầu quỷ thần nhìn vào điểm nhỏ trên lòng bàn tay. Ta phụ lệnh của Thôi Phủ Quân đến đây đón ngươi. Nghiêu đầu quỷ thần nói xong với Kỷ Linh liền lập tức vung tay lên. Ngay tức khắc, Kỷ Linh bị hút vào một không gian trống không, còn cự đại nghiêu đầu quỷ thần thì điều khiển mây đen mất hút phía chân trời. Bên trong ân tào địa phủ, nơi đây là một thư phòng tĩnh mịch. Trong thư phòng có một thư giá, ở giữa thư phòng là một cái bàn dài, một gã trung niên mặc áo bào xanh đang liếc nhìn sổ sách. Kỷ Linh đang đứng đó. Tại sao Thôi Phủ Quân lại muốn gặp ta? Kỷ Linh ngẫm nghĩ, mình với Thôi Phủ Quân không có quen biết. Mình chỉ là một tên phàm nhân nhỏ bé. Kẻ đó là cái gì? Thần tiên cơ mà. Nếu quả thực vào tình cảnh nghiêm ngặt thì chắc mình hết đời này đến đời khác phải chịu tra tấn đau khổ rồi. Tại sao Thôi Phủ Quân lại phái nghiêu đầu quỷ thần đưa mình đến nơi này?
Thôi phủ quân gọi ta đến, nhưng thấy ta lại không nói lời nào. Kỷ Linh liếc mắt nhìn qua căn phòng. Trong thư phòng cũng bày biện đơn giản, chỉ trang trí duy nhất một bức họa trên tường. Cái đó là... Kỷ Ninh nhìn kỹ lại, đó là một bức tranh vẽ phụ nữ. Áo lông phiêu đãng tràn đầy nét tự nhiên, khuôn mặt mỉm cười, làm cho người xem sinh ra lòng ngưỡng mộ, còn hơn cả đại Phật ở chùa dưới địa cầu. Nhưng trong nháy mắt, Kỷ Linh liền hoàn toàn đắm chìm trong bức tranh. Cô gái trong bức tranh này, dù là khuôn mặt, mái tóc hay áo lông đều có ma lực phi phàm. Cái gì? Người trung niên áo bảo xanh đang ngồi ở đó ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tới kẻ đang ngắm bức tranh cô gái trên tường. Không thể ngờ được, hắn lại có ngộ tính cao như vậy. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Người trung niên áo bảo xanh quát nhẹ, lập tức Kỷ Linh cảm giác được vùng tư tưởng tối tăm bị phá tan, làm hắn hoàn toàn tỉnh lại. Hắn tỉnh ngộ là nhờ Thôi Phủ Quân giúp. Chỉ thấy lúc này Thôi Phủ Quân gập sách lại nhìn hắn, ngay lập tức làm cho Kỷ Ninh biến sắc. Bởi vì nhìn từ đây, hắn có thể lờ mờ thấy được bìa một quyển sách trong tay Thôi Phủ Quân, có đúng ba chữ: Sinh Tử Bộ. Thôi Phủ Quân đang xem, chính là Sinh Tử Bộ sao? Ta kiểm tra một chút về cuộc đời của ngươi. Thôi Phủ Quân mỉm cười nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh hơi giật mình. Cuộc đời của mình ư? Từng cảnh của kiếp trước hiện lên trong đầu. Cha mình là một nhà nghiên cứu hàng đầu về sinh vật, tiền lương cực cao. Mẹ là một giáo sư bình thường. Đúng là nếu được sinh ra trong gia đình này thì là điều cực tốt. Nhưng mình lại mắc bệnh nan y từ nhỏ. Bác sĩ chẩn đoán bảo sống được đến 15-16 tuổi đã là kỳ tích rồi. Vì vậy mình không có cách nào được đến trường để chơi đùa với bạn cùng trang lứa. Thậm chí mỗi ngày ra ngoài tản bộ nửa giờ đã cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Thân thể gầy yếu cùng sự tra tấn của ốm đau làm cho mình trở nên lầm lì. Hơn nữa còn nghe lén được các bác sĩ ở bệnh viện nói mình phải chết trước 17 tuổi, làm cho chính mình càng thêm quá gở. Thế nhưng may mắn còn có sách vở và internet. Sách vở cùng internet làm cho mình có được thế giới tinh thần, nhờ nó làm cho mình tránh bị lệch lạc tính cách. Thông suốt sách vở cùng internet giúp mình điên cuồng hấp thu tri thức, bắt đầu nhận thức được thế giới này. Tầm nhìn cũng dần dần mở ra, nội tâm dần dần trở nên tĩnh mịch. Hơn nữa, lý trí cũng ôn hòa với thế giới. Biết rõ thế giới này còn nhiều người cực khổ hơn mình. Dù sao, mình vẫn còn cha mẹ, còn được ăn no mặc ấm. Và mình cũng tự tìm được giá trị của mình, không bỏ mặc chờ chết. Cả đời người cũng phải làm một cái gì đó. Vì vậy, mình mượn của cha 10 vạn đồng, bắt đầu dốc sức làm việc trên Internet. Vốn chỉ muốn làm cuộc sống mình thêm vui vẻ, không ngờ lại làm nên thành tựu. Qua mấy năm mình lại kiếm được tài phú kích xù. Mà căn bệnh nan y lại không ngừng nặng thêm, làm cho mình hiểu mình sẽ không còn sống quá lâu. Mà cha mẹ cơ bản không cần mình giúp đỡ, tiền này để đó thật là lãng phí. Vì vậy trước khi chết, mình đã đem toàn bộ khoản tiền quyên góp cho những đứa trẻ bị mắc bệnh giống mình trên toàn thế giới. Ta không thể giải quyết được vận mệnh của mình, nhưng ta vẫn có thể thay đổi vận mệnh của vô số trẻ em nhỏ đang mang bệnh. Đây là tiếng hét từ đáy lòng của Kỷ Ninh. Sau khi đem tiền quyên góp rồi, nằm viện chờ chết, đúng vào một lần cha mẹ tàn bộ bên ngoài bệnh viện thì mình lìa trần. Cực khổ từ nhỏ. Thôi Phủ Quân khẽ nói. Cực khổ không thể lung lạc được người, ngược lại làm cho người bộc lộ được năng lực kinh người, có thể kiếm được cực nhiều tiền. Càng khó thấy được là việc ngươi đem toàn bộ tiền kiếm được mà cho đi. 18 tuổi chết. Thôi Phủ Quân cảm khái. Có thể xả thân cứu người khác mà đó lại là một người xa lạ, thật hiếm thấy. Kỷ Ninh nói. Phủ Quân quá khen. Nếu như ta sống được lâu hơn thì nhất định sẽ không làm được như vậy. Như lời bác sĩ nói, ta chỉ có thể sống được tối đa là 3 tháng. Nếu đổi lấy thọ mệnh chưa được 3 tháng của ta với một tiểu cô nương có được tương lai mấy chục năm tuổi thọ, thật đáng giá. Thôi Phủ Quân cười cười, lập tức mở Sinh Tử Bộ trong tay ra, nói khẽ nhưng ẩn chứa uy nghiêm. Kỷ Linh, ngươi cả đời cứu hơn vạn người, có công đức thật lớn, vào lục đạo luân hồi, xứng đáng nhập thiên nhân đạo. Thiên nhân đạo? Kỷ Linh thầm nhắc trong lòng. Thôi Phủ Quân cảm khái. Trên địa cầu rất hiếm thấy người nhờ công đức nhập vào thiên nhân đạo. Người vô tình hay là cố ý đem hết tài sản đi quyên góp trợ giúp cho trẻ em, xét người đạt được đại lượng công đức, nếu không e rằng không thể vào được thiên giới. Ý của Phủ Quân là gì? Kỷ Ninh nghi hoặc nói. Con người
vốn không phân tốt xấu. Thôi phủ quân nói, trẻ em lại càng không phân thiện ác, chỉ là sau này xã hội làm bọn chúng biến đổi. Nếu như người trợ giúp người trưởng thành, có thể cũng sẽ giúp được vài người lương thiện. Nhưng thiện ác khó phân biệt. Nếu như người giúp cho người xấu, thì ngược lại, công đức của ngươi sẽ bị cắt giảm. Kỷ Ninh như có điều gì suy ngẫm. Trước kia, sinh tử bộ có định cho ngươi sẽ không thể sống đến 16 tuổi. Nhưng vì công đức của ngươi nên được sống đến 18 tuổi. Thôi phủ quân lại cảm khái. Cái gì? Kỷ Linh khiếp sợ. Chẳng lẽ sinh tử bộ đã định còn có thể sửa lại sao? Đương nhiên là có thể thay đổi, làm sao mà không được chứ? Thôi phủ quân cười nói, ta làm cho một người thêm thọ nguyên chỉ là chuyện đơn giản. Đừng nói là sinh tử bộ, kể cả trời cao muốn ngươi chết, ta cũng sẽ cho ngươi một con đường sống. Vận mệnh con người trước tiên được tạo nên từ cốt cách, sau này dựa theo mà có thể sửa đổi. Kỷ Linh trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, người xưa nói trời tạo nghiệt còn có thể làm trái, tự gây nghiệt không thể sống. Trời cao muốn ngươi chết nhưng vẫn sẽ cho ngươi một con đường sống. Những điều đã định trong sinh tử bộ chỉ là cốt cách vốn có, còn sau này đều do chính mình phấn đấu. Ta dám chắc có không ít người công đức hơn ta, tại sao phủ quân chỉ gọi mình ta đến? Trong lòng Kỷ Linh đầy nghi vấn liền hỏi. Thôi phủ quân cười nói, bởi vì ta và ngươi là đồng hương. Đồng hương ư? Kỷ Ninh khẽ giật mình. Ngươi cũng đến từ... Đúng như lời các ngươi hay nói, gọi là người hiện đại, ta cũng đến từ địa cầu. Thôi phủ quân cười cười, thế nhưng từ thời Tùy Đường. Tùy Đường? Kỷ Ninh ngạc nhiên mừng rỡ. Ta nghe những quỷ hồn nói chuyện, cái gì vương gia, yêu vương đều không phải là người địa cầu sao? Không phải người địa cầu là bình thường. Thời không vô tận, chia làm thiên địa, nhân, tam giới. Thôi phủ quân giải thích. Thiên là thiên giới, địa là địa phủ minh giới, nhân là nhân gian giới. Nhân gian giới có 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ. 3.000 thế giới lớn, từng cái đều vô cùng rộng lớn, tiên ma ẩn hiện. Còn hàng tỷ thế giới nhỏ, từng cái đều nhỏ hơn nhiều, nhân khẩu cũng rất thưa thớt. Quê hương của chúng ta cũng là một trong số đó. Quê hương của chúng ta sinh sôi nảy nở, đến bây giờ mới chỉ có vài tỷ người mà thôi. Mỗi một khắc trong 3.000 thế giới lớn và hàng tỷ thế giới nhỏ đều có vô số sinh linh chết đi, thành quỷ hồn đi vào minh giới. Người nói xem có bao nhiêu quỷ hồn minh giới đây? Thôi phủ quân nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh thực sự chấn động. Thiên, tam giới. Nhân gian giới lại rộng lớn như vậy, địa cầu mới chỉ là một trong hàng tỷ thế giới nhỏ. Như một người địa cầu sẽ tưởng rằng địa cầu sẽ là trung tâm, nhưng bây giờ phát hiện địa cầu chỉ là một trong hàng tỷ thế giới nhỏ khác, chưa được xếp vào hàng ngũ 3.000 thế giới lớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cũng có chút mất mát. 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ, người công đức cao dĩ nhiên là sẽ không ít. Thế nhưng đồng hương của ta trong đó thì đúng là khó kiếm được. Mệnh cách vốn có của ngươi rất yếu, nhưng lại có thể đến được bước này, đúng là khó kiếm. Đúng lúc nhàn rỗi lại trông thấy tiểu đồng hương như ngươi. Thôi phủ quân cười nói, ngươi sắp đầu thai nên ta cũng sẽ nói cho ngươi biết về luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo chính là gồm thiên nhân đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Thôi phủ quân giải thích. Trong đó thiên nhân đạo cùng tu la đạo đi vào thiên giới bên trong tam giới. Nhân gian đạo cùng súc sinh đạo là nhân giới bên trong tam giới. Ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo là địa phủ minh giới, cũng nằm bên trong tam giới đó. Thiên nhân đạo chính là đạo của kẻ sắp đầu thai như ngươi. Kỷ Linh chăm chú lắng nghe những lời này. Thôi phủ quân cảm khái, đây là cách tốt nhất giúp ngươi đầu thai tiến vào thiên giới, sẽ được trời đất sinh ra trở thành thiên nhân. Sau khi sinh ra sẽ là tiên thiên sinh linh. Phải được trời đất sinh ra mới có tư cách gọi là tiên thiên sinh linh sao? Đương nhiên. Thôi phủ quân cười nói, nếu không thì sao được gọi là tiên thiên sinh linh? Hay nói cách khác, trời đất chính là cha mẹ của ngươi. Sau khi sinh ra tại thiên giới, ngươi sẽ có được tốc độ tu luyện kinh người, có thể dễ dàng gia nhập thiên đình, trở thành thiên binh thiên tướng. Thôi phủ quân cảm khái. Kỷ Linh chớp mắt. Thiên binh thiên tướng ư?
tương lai chính mình sẽ thành thiên binh thiên tướng sao? Thiên nhân có một ưu thế lớn là khi đến lúc ngươi 16 tuổi sẽ thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Thôi Phủ Quân lại cảm khái. Lần này gặp ngươi là vì ngươi có công đức rất cao, lại là đồng hương của ta. Không nghĩ tới ngươi trước khi gặp mặt ta lại có thể quan sát nữ hoa đồ đến mê mẩn, đúng là ngộ tính cực cao. Để ngươi có thể dẫn đầu thiên binh thiên tướng, ta sẽ giúp ngươi một chút vậy. Kỳ Ninh nghe thế kinh ngạc vui mừng. Giúp như thế nào đây? Hãy nhìn lên nữ hoa đồ. Thâu Phủ Quân chỉ lên trên bức tường. Kỳ Linh nhìn lại, một bức tranh thiếu nữ, lại là vẽ nữ hoa hay sao? Bức tranh này vẽ chính là Chí Thiện Chí Thánh Bàn Cổ Thần nữ hoa nương nương. Thôi Phủ Quân trên mặt tôn kính. Từ sau khi Bàn Cổ tạo ra trời đất vẫn lạc, chỉ có nữ hoa nương nương đạt tới cấp độ Bàn Cổ. Nữ hoa nương nương có thể hủy thiên, cũng có thể bỏ thiên, thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh. Người là chủng tộc có linh tính nhất trong vạn tộc, chính là do nữ hoa nương nương tạo ra. Nàng thấu hiểu 84.000 đạo, chính là người trí cao vô thượng, đệ nhất tồn tại, không phải bàn cãi. Tam giới trí cao ư? Kỷ Ninh rung động. Nữ hoa tạo ra con người, nữ hoa vá trời, thần thoại trong chuyện xưa ai cũng đã nghe qua. Bức tranh này chính là quan tưởng chi pháp, thế nhưng người khi nhìn vào lại không thể thấu hiểu được huyền diệu. Thôi Phủ Quân cười nói, tuy nhiên tương lai ngươi sẽ trở thành thiên binh thiên tướng, cũng có thể tìm được quan tưởng chi pháp khác, lại cũng không bằng diệu pháp của ta. Nên hiện tại ta truyền cho ngươi quan tưởng chi pháp, coi như là toàn bộ duyên phận giữa ta và ngươi. Cảm tạ Thôi Phủ Quân. Kỷ Ninh cúi người sát đất. Cũng không cần cảm tạ ta, chỉ là quan tưởng chi pháp mà thôi, cũng không phải là pháp quyết tu luyện, không phải tiên ma bí thuật. Thôi Phủ Quân ấn ngón tay vào giữa hai hàng lông mày của Kỳ Linh. Kỳ Ninh cảm giác được một tiếng ầm vang, bức tượng nữ hoa cực lớn hiện ra trong đầu. Tỉnh lại. Thôi Phủ Quân nhìn Kỳ Linh. Nhớ kỹ, thường xuyên quan tưởng sẽ có thể giúp ngươi cô đọng hồn phách. Đương nhiên, nếu như ngươi đầu thai thì sẽ phải uống mạnh bà thang, làm ký ức của ngươi tạm thời biến mất. Đến lúc ngươi 16 tuổi mới có thể nhớ rõ quan tưởng chi pháp này. Bất quá thế này là cũng đủ để ngươi xuất đầu trong thiên binh thiên tướng rồi. Có quan tưởng chi pháp này sẽ giúp con đường tu luyện của ngươi thêm chút cơ hội. Muốn thành thiên tiên thì sẽ phải trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn. Rất mong ngươi có làm được, sau này ta có thể gặp mặt ngươi ở thiên đình. Kỳ Linh trong lòng sôi trào, thiên binh thiên tướng ngư, thành tiên ngư, thật sự là đáng chờ mong. Đi thôi. Thôi Phủ Quân giơ tay, soạt một tiếng, Kỳ Linh đã mất hút. Ta phụng mệnh của Thôi Phủ Quân đến đưa Kỳ huynh đệ đi Hoàng Tuyền. Trên bầu trời, một nữ tử áo tím nắm lấy cánh tay của Kỳ Linh thẳng hướng bay đi. Kỳ Linh nhìn ngó bốn phía. Mới vừa rồi còn ở trong phủ của Thôi Phủ Quân, thế nào trong nháy mắt lại tới giữa không trung rồi. Xin hỏi Thôi Phủ Quân, rốt cuộc là người như thế nào? Kỳ Linh nghi hoặc. Nghe nói trước khi đầu thai phải gặp phán quan trước để thẩm tra kiếp trước, phán kiếp sau, sau đó mới được đi đầu thai sao? Ngươi không phải đã gặp qua phán quan rồi sao? Nữ tử áo tím cười. Thôi Phủ Quân nắm trong tay sinh tử bộ lại chính là phán quan đứng đầu. Hắn tự mình phán ngươi thì cần gì phải để phán quan khác đến phán định nữa đây? Âm Tào địa phủ, người thống trị cao nhất chính là Thập Điện Diêm Vương, sau đó chính là đệ nhất phán quan Thôi Phủ Quân Thôi Giác. Tiếng tăm to lớn đã sớm truyền khắp tam giới, mà diện tích nhân gian giới vô tận, có 3.000 thế giới lớn cùng hàng tỷ thế giới nhỏ. Thiện ác của mỗi sinh linh khi còn sống đều phải được phán quan tiến hành phán phạt. Lượng công việc sẽ lớn đến cỡ nào đây? Cho nên trong Âm Tào địa phủ có hàng tỷ phán quan phân biệt phụ trách thẩm phán hàng tỷ quỷ hồn sau khi chết đi, mà Thôi Phủ Quân là người đứng đầu trong phán quan, được xưng là đệ nhất phán quan, trưởng quản sinh tử bộ, quyền lực to lớn, dường như là cùng vai cùng vế với Thập Điện Diêm Vương. Nhìn xem, phía trước chính là Hoàng Tuyền. Nữ tử áo tím chỉ vào con đường mờ mịt phía trước, trên đường có vô số đội ngũ quỷ hồn chậm rãi đi tới. Đi dọc theo Hoàng Tuyền một lúc sẽ thấy cầu Lại Hà, qua cầu Lại Hà uống mạnh bà thang là người có thể đi đầu thai rồi. Đi thôi. Nữ tử áo tím giơ tay lên, toàn thân Kỷ Linh xuất hiện kim quang, trực tiếp bay xuống nơi xa xa ở phía dưới, ngay lập tức chen ngang vào giữa đội ngũ.
Giữa đội ngũ có một đám quỷ binh đầu trâu mặt ngựa. Thấy nữ tử áo tím trên bầu trời thì không tên nào dám mở miệng. Thậm chí có một tên ngưu đầu quỷ binh đi tới bên cạnh Kỳ Ninh với bộ dáng rất lễ độ. Trên đường Hoàng Tuyền, một làn sương mù mênh mông. Đội ngũ gồm vô số quỷ hồn tiến lên phía trước, Kỳ Linh cũng có ở trong đó. Cái gì vậy? Kỳ Linh nhìn về phía trước, sương mù phía trước rất dày, chỉ cần quỷ hồn tiến vào là lập tức biến mất, không thấy tăm hơi. Đi thôi, phía trước chính là cầu Nại Hà. Tên ngưu đầu quỷ binh bên cạnh nhã nhặn nói. Kỳ Linh gật đầu, không chần chừ gì thêm, vội cất bước tiến vào giữa sương mù dày đặc đó. Chỉ cảm thấy thời không biến ảo. Nơi này là... Kỳ Linh nghi hoặc nhìn phía trước. Phía trước là một con đường hẹp quanh co, quỷ ảnh thưa thớt. Đưa mắt nhìn đi, chỉ có vài chục quỷ hồn đi tới phía trước. Ở cuối con đường quanh co là một nhánh sông nước đục. Kia hẳn là Vong Xuyên Hà trong truyền thuyết rồi. Kỳ Linh cũng đi đến phía trước. Quái lạ, rõ ràng là có vô số quỷ hồn đi cùng. Như thế nào sau khi tiến vào sương mù chỉ còn lại ít như vậy? Kỳ Linh vô cùng nghi hoặc. Hắn nào đâu biết rằng tốc độ chảy của cầu Nại Hà này so với thế giới bên ngoài khác xa nhau. Cái này gọi là trên trời một ngày bằng dưới đất một năm. Tốc độ chảy của cầu Nại Hà lại càng kinh khủng hơn. Một ngày trong minh giới, cầu Nại Hà này không biết đã qua lại bao nhiêu năm. Ta hối hận ư? Kỳ Linh đi lên cầu Nại Hà, liếc mắt nhìn tới, ở đầu cầu có một huyết trì. Trong huyết trì có vô số các loại độc xà, độc trùng đang điên cuồng cắn xé. Đại đa số quỷ hồn đi qua phía trên huyết trì, nhưng vẫn có một vài quỷ hồn rơi xuống. Hiển nhiên là tội nghiệt quấn thân, khó tránh khỏi nỗi khổ bị huyết trì cắn xé. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước vì cớ gì gây nên? Kỳ Linh lắc đầu nhìn về bờ bên kia. Thật là xinh đẹp. Bên bờ Vong Xuyên Hà có vô số đóa hoa xinh đẹp đua nở. Ở đầu cầu cách đó không xa còn có một pho tượng tinh thạch mờ mờ ảo ảo hiện lên một vài hình ảnh. Đó chính là tam sinh thạch trong truyền thuyết. Cách tam sinh thạch không xa là một bãi đá, đó chính là Vọng Hưng Thai. Nhóm quỷ hồn đi qua khỏi bãi đá sẽ gặp Mạnh Bà. Mạnh Bà thoạt nhìn chỉ là một bà lão bình thường, múc cho mỗi người một chén canh. Mỗi quỷ hồn sau khi uống hết thì trở nên ngây ngô, dại dột, tự động nhảy vào một đạo trong lục đạo luân hồi phía sau Mạnh Bà. Thiên nhân, tu la, nhân gian, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Kỳ Linh nhìn sáu vực sâu không thấy đáy sau lưng Mạnh Bà. Ta không muốn quên. Không ít quỷ hồn dãy giụa, thế nhưng cho dù có dãy giụa đi thế nào chăng nữa, cũng có một loại lực lượng vô hình khống chế bọn hắn đi tới bên cạnh Mạnh Bà. Tức thì lực lượng vô hình ấy trói buộc bắt quỷ hồn phải bưng chén canh lên uống. Cho dù có thét gào thế nào đi chăng nữa, nhưng sau khi uống xong chén canh thì tất cả mọi trí nhớ đã quên hết. Khi đó ngươi đã không còn là ngươi nữa rồi. Khi tiến vào thiên giới, tuy rằng năm 16 tuổi ta sẽ có được trí nhớ giác tỉnh kiếp trước, thế nhưng đến lúc đó trí nhớ ta có được trong 16 năm khi ở thiên giới chiếm chủ thể, hay là trí nhớ kiếp trước chiếm chủ thể đây? Đến lúc đó ta vẫn là ta, vẫn là chính mình hay sao? Trong mắt Kỳ Linh hiện lên một vẻ xót xa. Hắn hiểu được cả đời này hắn chỉ sống được 18 năm, mà sau 16 năm ở thiên giới, chắc chắn chính mình ở thiên giới sẽ cường đại hơn. Ta có thể như thế nào đây? Kỳ Ninh bị trói buộc thân bất do kỳ mà đi tới. Phía trước còn có 6 tên quỷ hồn nữa, rồi mới đến chính mình. Mạnh Bà thắng. Kỳ Linh tiến đến phía Mạnh Bà. Mạnh Bà lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Kỳ Linh thấy Mạnh Bà ngẩng đầu. Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn về bầu trời ở phía xa xa. Âm thanh giả nua vang lên. Lão sược. Trời sụp đất nứt, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt. Sương mù ở phía xa xa đã tiêu tán hết. Hiện ra ở bên ngoài có vô số quỷ hồn. Chỉ thấy vết rách không gian càng lúc càng lớn. Vô số quỷ hồn đã trực tiếp hôi phi yên diệt. Cả đám giống như một đám bọt khí tan biến. Tại một khắc này, vô số quỷ hồn không ngừng biến mất. Một đám thống khổ kêu lên. Trên bầu trời, vô số hắc long bay lượn. Mỗi con du long đều có thân hình khổng lồ, to lớn, giống như những ngọn núi uốn lượn. Thậm chí, Kỳ Linh cũng thấy được trong mảnh không gian kia xuất hiện một con long lân. Điều này làm cho trái tim hắn trở nên lạnh giá. Vô số du long trên bầu trời vui đùa với nhau. Mỗi con hắc long đều hướng xuống phía dưới, phun ra từng đạo lôi điện màu đen.
Trong nhất thời, hàng tỷ đạo lôi điện tàn sát bừa bãi. Mỗi một đạo lôi điện đều làm cho thiên địa xuất hiện một cái khe lứt, một mảnh trời sụp đất nứt. Lưỡng giới kiếp long sinh giật trận ư? Làm sao các ngươi lại dám công kích lục đạo luân hồi? Đây chính là tội lớn ác nghiệt. Mạnh bà vô cùng phẫn nộ, gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên bầu trời. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vô số hắc long đều vây quanh Mạnh bà. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt, nước sông Vong Xuyên Hà dâng lên. Một khi quỷ hồn đụng phải nước sông thì liền hóa thành hư vô. Cầu Nại Hà gãy sụp, một đám quỷ hồn ở trước cầu Nại Hà cũng trực tiếp rơi vào Vong Xuyên Hà. Mà sáu cái vực sâu lục đạo luân hồi lại bắt đầu chấn động, bên trong phát ra từng đạo hào quang. Không tốt rồi. Kỷ Linh hoảng sợ nhìn vào cảnh tượng hủy thiên diệt địa này, đồng thời cảm giác trói buộc vô hình bên cạnh cũng đã biến mất. Ta phải liều mạng thôi. Một khắc sau khi trói buộc biến mất, Kỷ Linh vừa mừng vừa sợ, liền chạy nhanh như bay. Hắn bay thẳng đến một chỗ luân hồi thông đạo, rồi nhảy vào nhân gian đạo. Bởi vì vị trí vực sâu luân hồi đạo đã bị xê lệch, quỷ hồn tiến vào nhân gian giới là nhiều nhất. Nhân gian đạo nằm ở ngay phía sau Mạnh bà, lại cách Kỷ Linh gần nhất, cho nên hắn liền nhảy xuống. Mấy tên quỷ hồn chung quanh hoảng sợ, vội hướng thông đạo lục hồi mà nhảy vào. Có một tên quỷ hồn muốn chạy lên thiên nhân đạo ở phía trên rồi nhảy vào. Dầm, một đạo lôi điện hắc sắc quét xuống. Tên quỷ hồn chưa kịp nhảy vào thiên nhân đạo liền bị quét qua, trực tiếp biến thành tro bụi. Rốt cuộc minh giới đã xảy ra chuyện gì? Hàng tỷ đạo lôi điện hắc sắc tàn sát bừa bãi. Cảnh tượng đáng sợ này làm cho Kỷ Linh rung động. Bất quá hắn cũng hiểu được, hắn là một quỷ hồn phàm nhân, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Huống chi giờ phút này hắn cũng không có lòng mà quản chuyện này, bởi vì đầu hắn rất đau. Kỷ Linh cảm thấy đầu của mình rất đau, giống như là có thứ gì đó đang túm chặt kéo đầu mình đi. Cổ ta đau quá, thân thể bị đè thật là khó chịu. Xoạt, đột nhiên hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, theo sát đó là từng luồng khí lạnh tiến vào ngực hắn. Đây là lần đầu tiên Kỷ Linh thở sau khi chết. Oa oa oa, không khí chui vào miệng trực tiếp phát ra một tiếng kêu, đó là tiếng khóc của một hài nhi. Là công tử, là một công tử. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn có thể nghe hiểu âm thanh vang lên. À, ta đã đầu thai rồi sao? Nhất thời Kỷ Linh liền hiểu rõ. Kỷ Linh vừa mở mắt ra liền chứng kiến mình được một cự nhân mặc áo lông trắng ôm vào trong lòng. Lập tức hắn kịp thời hiểu ra, chỉ có thể mình là hài nhi của ông ta, nên nam tử to lớn đó mới đối xử trìu mến với mình như vậy. Các ngươi hãy ra ngoài trước đi, vị nam tử lúc này phân phó. Vâng, cả ba nữ hầu đều cung kính tuân lệnh. Vậy là vị nam tử đang ôm hắn chính là phụ thân của kiếp này rồi. Mặc dù vị này vừa chào đón một hài tử mới ra đời, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt trông vẫn giống như một tòa núi băng giá ngàn năm, khiến cho người đối diện khó mà thân thiện được. Trên người vị nam tử này khoác một bộ áo lông trắng hoa mỹ, còn ba người nữ hầu lúc nãy đều mặc da thú, hiển nhiên thân phận thấp kém hơn rất nhiều. Trong phòng hiện tại khá trống trải, chỉ bao gồm vách tường, bàn trang điểm, chiếc ghế và giường, toàn bộ làm bằng đá được điêu khắc hoa mỹ và tinh xảo, tản mát ra nét xinh đẹp theo phong cách xa xưa. Trên giường được phủ lên một tấm da dị thú dài tới 6-7 thước, bề ngoài có lớp lông dài buông rũ xuống mặt đất. Quả thật tấm da thú đó trông rất mỹ miều và quý giá. Phía trên giường còn có một thiếu phụ người tươm đầy mồ hôi. Cả bàn trang điểm lẫn giường ghế và vật dụng xung quanh phòng đều được chạm trổ. Còn phụ thân và ba người nữ hầu cũng chỉ mặc da thú thôi. Xem ra trình độ văn minh của những người ở kiếp này không được cao cho lắm, Kỷ Ninh thầm nghĩ ngợi. Hài tử, nam tử mặc áo lông trắng tinh ôm gọn đứa bé trong tay, tuy khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng rõ ràng từ ánh mắt của người này khó dằn nổi một tia kích động. Nhất thời Kỷ Linh cảm nhận được một cỗ năng lượng thần bí, lành lạnh, mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của mình, gây nên cảm giác thoải mái, hết sức dễ chịu. Tuy nhiên rất nhanh sau đó lại biến mất hoàn toàn. Nhất Xuyên, con của chúng ta thế nào rồi? Thiếu phụ nằm trên giường chợt cất tiếng hỏi thăm. Không ngoài dự đoán, thân thể có tư chất bình thường, Kỷ Nhất Xuyên trả lời khe khẽ. Lúc này trong ánh mắt của thiếu phụ đang nằm trên giường tựa như xuất hiện những giọt nước mắt. Cho thiếp ôm con với.
Vị nam tử nghe thế bèn trao đứa bé đang ngắm trong ngực đưa qua. Con ngoan. Thiếu phụ nhìn kỹ đứa bé trong tay mà ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nhất Xuyên, con của chúng ta đã bị thương từ lúc còn mang thai. Mặc dù thiếp đã được phục dụng bảo vật thiên địa đấy, nhưng cũng chỉ có thể khắc phục được đôi chút mà thôi. Thật sự chúng ta có lỗi với hải tử quá. Bị thương từ lúc mang thai ư? Bảo vật thiên địa? Xem ra cha mẹ mình ở kiếp này chẳng tâm thương chút nào cả. Tuy vừa mới sinh hạ hài tử, nhưng mẫu thân cũng đã rời giường đi lại nhẹ nhàng. Bà cũng vận một bộ áo lông ôm sát người rồi bước ra khỏi phòng cùng với phụ thân. Các người hãy quét dọn đi. Phụ thân nhất thời ra lệnh cho ba nữ hầu đang đứng đợi ở bên ngoài. Vâng. Ba nữ hầu nghe thế bèn cung kính nhận lệnh. Lúc này bỗng có một con chó thật lớn, cũng toàn thân trắng như tuyết, đang đứng ngay phía hành lang đằng kia. Bộ lông của nó rất dài, đồng thời biểu lộ ra nét trìu mến một cách tự nhiên. Thoáng chốc, ánh mắt con thú này rơi thẳng lên người Kỳ Linh, thấy rõ từ đáy mắt nó ẩn chứa vẻ kích động pha lẫn liềm thương mến. Ngoài ra ở gần đó còn có một con rắn thật lớn đen như mực đang nằm uốn khúc trong khoảng sân rộng rãi. Người con rắn này dán chặt xuống mặt sân, nó xoắn thành từng vòng rồi ngóc đầu lên cao, khiến cho thân thể vươn lên cao chừng mấy chục thước. Trên thân được phủ một lớp vải màu đen huyền bí, làm cho người khác phải toát mồ hôi lạnh. Mỗi chiếc vảy của nó đều cao hơn phân nửa người bình thường. Hơn nữa, chiếc đầu rắn cực lớn trên không trung kia tựa như một căn phòng vậy. Lúc này, chiếc đầu rắn to tướng đó bỗng chậm rãi hạ xuống rồi lao về phía hắn. Trời ơi, trời ơi! Kỳ Linh chấn động trong lòng. Con đại cẩu trắng như tuyết kia cũng không tính là gì cả, bởi vì kiếp trước hắn đã từng gặp rất nhiều chó. Chẳng qua con đại cẩu trắng như tuyết này có thân hình hơi bị lớn một tí, mọc cách cũng kỳ lạ mà thôi. Thế nhưng con quái vật khổng lồ đang cuộn mình thành từng vòng kia lại là một con rắn hay sao? Nó xoắn thành nhiều vòng nối nhau, chỉ cần một phần thân hình của nó ngóc lên thôi, ít ra cũng dài mấy chục thước. E rằng toàn bộ chiều dài của nó phải lên tới 200-300 thước gì đó. Không ngờ con quái thú đáng sợ như thế này cũng xuất hiện ngay nhà mình nữa. Chuyện này thật quá bất ngờ. Hài tử. Dường như Kỳ Nhất Xuyên có cảm thụ được chút nào đó tâm tư của đứa bé, hoặc là có thể ở thế giới này xem đây là chuyện bình thường, nên cũng không thấy có gì quá mức kỳ quái. Lúc này Kỳ Nhất Xuyên chỉ về phía đại cẩu trắng như tuyết kia bảo: đây là bạch thúc của ngươi, cũng chính là huynh đệ sinh tử chi giao của phụ thân. Đối với ngươi cũng có ân cứu mạng đấy, ngươi phải đối đãi với y như đối với chính phụ thân vậy. Đại cẩu trắng như tuyết nghe thế bèn nhìn Kỳ Linh một cách trìu mến, đến nỗi khiến cho hắn cảm nhận được vị đại cẩu trắng như tuyết này đối với bản thân mình cực kỳ yêu quý. Thế nhưng không lẽ gọi con chó này là bạch thúc hay sao? Nhất Xuyên, hài tử của chúng ta mới vừa ra đời nên chuyện gì cũng không hiểu, chàng nói như thế có ích gì chứ? Thiếu phụ ôm đứa bé trong lòng bèn đỡ lời: ta mặc kệ nó hiểu hay không, dù sao đây cũng là lần ra mắt đầu tiên với tiểu bạch cơ mà. Nói xong, Kỷ Nhất Xuyên ngó về phía con rắn cực lớn tựa như căn phòng ở đằng kia rồi lên tiếng: Hắc huynh. Trời ạ. Kế tiếp xuất hiện một cảnh tượng mà hắn tin rằng chắc chắn sẽ khiến cho vô số quốc gia trên địa cầu phải phát cuồng lên mất. Lúc này, con rắn to đùng đen sì kia bỗng nhiên uốn lượn trên không trung rồi hóa thành một luồng khói đen, sau đó mới ngưng tụ thành một người trung niên tóc đen. Người này biểu lộ khuôn mặt rạng rỡ, liền vừa nói vừa chăm chú đánh giá đứa bé. Nhất Xuyên, còn nhớ năm xưa ngươi bắt đầu vang danh thiên hạ cũng là lúc ta chấp nhận đi theo ngươi đấy. Mới đây mà ngươi đã có con trai rồi. Hài tử, đừng sợ, ta là hắc bá của ngươi đấy. Đi, chúng ta ra ngoài đi. Kỷ Nhất Xuyên chợt bảo: Gia Gia cùng mọi người đều chờ ở bên ngoài. À, Hắc huynh, hay là ngươi hãy khôi phục nguyên hình đi. Ta biết ngươi cứ giữ hình dáng như vậy thật không được thoải mái cho lắm đâu. Xì xì. Vị trung niên tóc đen nghe thế bèn gật đầu rồi nhộn nhạo hẳn lên, toàn thân liền hóa thành làn khói đen, sau đó lại trở về hình dạng con rắn đen thui bay thẳng tới trước. Tuy thân thể nó to lớn chừng ấy, nhưng thân pháp hết sức nhanh nhẹn, chỉ mới nghe tiếng động vèo vèo, tức thời đã vượt qua khỏi bờ tường mà biến mất dạng. Cho đến thời điểm này, Kỳ Linh vẫn còn u mê chưa hiểu gì cả. Tuy người của thế giới này cảm thấy sự việc hết sức bình thường, nhưng đối với người từng sống kiếp trước ở địa cầu như Kỳ Linh, đây thực sự quá mức rung động. Một con rắn đen sì to đùng dài 200-300 thước
Vậy mà chỉ cần uốn người thôi đã biến thành một trung niên tóc đen rồi, lại còn xưng là Hắc Ba Bá nữa. Đúng là yêu quái mà. Chẳng lẽ con chó trắng như tuyết kia cũng là yêu quái luôn sao? Lúc này Kỳ Linh đã bắt đầu cảm thấy thế giới này còn quái dị hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Hiện tại đôi phu thê bồng đứa bé men theo hành lang mà đi ra ngoài. Ở bên cạnh còn có đại cẩu trắng như tuyết đang đi theo. Họ đi đến cuối hành lang rồi dọc theo một con đường bằng đá tiến thẳng vào khu vườn. Tốc độ cây cối trong vườn đều được bao phủ bởi một lớp tuyết đọng dày đặc. Ở xung quanh có mấy tên hộ vệ giáp đen đứng im không hề nhúc nhích. Mà ngay tại trung tâm khu vườn này, thấy hơn chục người đang tập trung đứng đó. Bên cạnh những người này còn xuất hiện thêm vài con quái thú độc trùng và phi cầm có hình thù kỳ lạ nữa. Kỳ Linh mới nhìn sơ qua đã hiểu rõ, chẳng phải chỉ riêng phụ thân hắn khác lạ, mà người của thế giới này hầu hết đều có thói quen bồi dưỡng và thu phục yêu thú. Xem ra từ nay về sau sẽ phải tiếp xúc thường xuyên với những yêu quái này rồi. Kỳ Linh thích ứng tức thời rồi mới cẩn thận quan sát hơn chục người nọ. Quả nhiên khí độ của những người này đều bất phàm. Bọn họ đều hung mãnh tựa hổ báo, hầu như ai cũng mặc đồ da thú quý giá và tinh xảo. Trong đó chỉ có ba nữ tử là mặc áo bằng chất liệu tơ tằm hoặc tương tự như vải gấm vậy. Nhận ra điều này càng làm cho Kỳ Linh thêm kinh ngạc không thôi. Xem ra ở thế giới này không chỉ lấy da thú để làm trang phục, mà các chất liệu khác như tơ tằm hoặc vải gấm đều đã hiện diện trong thế giới này rồi. Hơn nữa, hãy để ý chỗ ba nữ tử đó đang đứng xem, cả ba người bọn họ so ra cũng rất bình thường trong nhóm hơn chục người nọ. Hiển nhiên, các chất liệu để may mặc như tơ tằm hoặc vải gấm kia cũng không quá chênh lệch giá trị so với những bộ lông thú quý giá tinh xảo đó. Đứng đầu trong nhóm người đó là một lão nhân tóc bạc vừa tiến tới vừa bảo: "Này, Nhất Xuyên, cho ta ôm hải tử một chút nào." "Vâng, ra ra." Kỳ Nhất Xuyên liền gật đầu rồi trao đứa bé đang nằm trong vòng tay của thê tử đưa qua cho lão nhân đó. "Đứa nhỏ thật xinh xắn." Lão nhân tóc bạc tràn ngập vẻ vui mừng hiện hiện trên khuôn mặt rồi khen ngợi: "Nhất Xuyên, ngươi đã có nhi tử rồi, khiến ta cũng an tâm phần nào. Từ lúc ta làm phủ chủ đến nay đã được 80 năm rồi, mà theo quy định của gia tộc thì chức vụ phủ chủ này không được đảm nhận vượt quá 100 năm, nên cao lắm ta chỉ còn làm phủ chủ trong 20 năm nữa thôi. Lúc trước ta đã muốn chuyển ngôi vị phủ chủ của kỷ tộc Tây Phủ cho ngươi rồi, vậy mà ngươi lại nhất quyết gia nhập con đường tu tiên. Hiện tại con của ngươi đã sinh ra đời, thôi thì theo ý của ta, hãy để cho nó sau này đảm đương kế nhiệm phủ chủ vậy." "Cương vị phủ chủ ư?" Kỷ Linh nghe thế liền sợ hãi mà tán thán. Xem ra địa vị của mình cũng không thấp chút nào. Hơn nữa gia tộc mình có lẽ cũng bất phàm. Cho dù là đám nữ hầu cực kỳ phục tùng kia hay là bọn hộ vệ giáp đen vẫn đứng yên bất động đó, đều thể hiện được quyền thế của gia tộc mình đến mức độ nào. "Đại huynh!" Bất chợt vang lên một tiếng gầm. "Ồ, người nào dám bất kính với phủ chủ như thế?" Dựa theo tiếng gầm đó, Kỳ Linh ngó qua thấy ngay một lão nhân tóc đỏ như lửa tản ra khí tức nóng rát đang bước nhanh tới trước. Trên lỗ tai hắn có đeo chiếc khuyên tai đỏ chói. Mà không đúng, dường như đó không phải là chiếc khuyên đỏ, mà chính là con rắn nhỏ màu đỏ dài cỡ ngón tay. Ấy vậy mà trên tai hắn lại đeo lủng lẳng con rắn nhỏ đó mới gớm ghiếc. Lão nhân tai đeo rắn nhỏ đó bước nhanh về phía trước mà gầm nhẹ: "Ngôi vị truyền thừa của phủ chủ sao có thể tùy tiện như thế? Hơn nữa còn chưa biết tư chất của tên tiểu gia hỏa này thế nào cơ mà." "Nhi tử của Nhất Xuyên đương nhiên tư chất phải..." Vốn lão nhân tóc bạc đang truyền vào trong cơ thể Kỳ Linh một cỗ nhiệt lưu nóng rát và vô cùng tự tin. Tuy nhiên lão chợt thối lui ra sau rất nhanh. "Nhất Xuyên!" Lão nhân tóc bạc hết sức ngạc nhiên khi nhìn về đứa cháu trai mà mình luôn rất tự hào. Làm sao lão không thất vọng cho được. Đây chính là nhi tử của Tích Thủy Kiếm Kỳ Nhất Xuyên đây. Dưới thanh Tích Thủy Kiếm đã chém giết biết bao đại yêu trong Thâm Sơn Hồ Trạch. Vì thế vô số bộ tộc dưới trướng của kỳ tộc Tây Phủ đều biết tới Tích Thủy Kiếm. So ra còn biết rõ ràng hơn cả người đang nắm cương vị phủ chủ nữa kia. Thật ra chỉ cần lúc mang thai cho phục dụng thêm bảo vật thiên địa nữa thôi, khi đó có thể tự nhiên gia tăng bồi dưỡng thật nhanh cho bảo thai. "Đại huynh!" Lão nhân đeo độc xà thấy thế liền cười sằng sặc: "Xem ra tư chất của nhi tử Nhất Xuyên quá đối tầm thường rồi, mà đường đường phủ chủ của kỳ tộc Tây Phủ chúng ta, vốn thống lĩnh phần đông các bộ tộc,
làm sao có thể để một tên gia hỏa yếu đuối đảm nhiệm cho được. Lúc đó tộc nhân của Kỳ gia làm sao tâm phục khẩu phục chứ, rồi phần đông các bộ tộc khác sao có thể an tâm thần phục được đây. Phủ chủ à, xem ra tiểu gia hỏa này không thích hợp để nhậm chức phủ chủ đâu. Ngôi vị phủ chủ không thể quyết định tùy tiện như thế được. Lúc này không ít kẻ trong số hơn chục người thuộc cao tầng của Kỳ tộc Tây Phủ đều lên tiếng. Cấm miệng! Kỳ Nhất Xuyên nhíu chân mày lại rồi lạnh lùng ngó qua những người đó, tức khắc không ít tộc nhân yên tĩnh trở lại. Thế nhưng lão nhân đeo độc xà cả giận mà quát. Làm gì lóng lẩy thế? Đây là Kỳ tộc Tây Phủ đấy, có chuyện vô lý đến như vậy sao? Để cho con ngươi làm chủ phủ, nếu như con ngươi có tư chất tốt cộng với Kỳ Nhất Xuyên ngươi có công cống hiến rất lớn đối với Kỳ gia chúng ta, tất nhiên mọi người sẽ không dị nghị gì. Thế nhưng con của ngươi có tư chất tầm thường như thế cũng muốn làm chủ phủ sao? Kỳ tộc Tây Phủ chúng ta thống lĩnh vô số bộ tộc, thứ nhất luôn xảy ra chém giết với các thế lực xung quanh, thứ hai còn phải tranh đấu với đám đại yêu trong Thâm Sơn Hồ Trạch nữa. Thế nên một phủ chủ kém cỏi như thế làm thế nào để tộc nhân phục tùng được đây? Rồi làm sao khiến cho phần đông các bộ tộc khác thần phục? Nếu như Tây Phủ chúng ta bị mất đi uy tín, đến lúc đó không cách nào có thể tranh đấu cùng các thế lực xung quanh, cũng như không có tư cách để tiến vào Thâm Sơn Hồ Trạch chém giết đám đại yêu nữa đâu. Đại yêu ở Thâm Sơn Hồ Trạch đã có ta đi là đủ rồi. Thanh âm của Kỳ Nhất Xuyên lạnh tựa băng giá. Ồ, thật là lợi hại, không hổ danh là Kỳ Nhất Xuyên. Từng nơi trong Thâm Sơn Hồ Trạch còn ẩn núp rất nhiều đại yêu, người đi giết hết được sao? Kỳ Liệt ta đây dám bảo đảm với ngươi một điều, chỉ cần ngươi có thể giết chết được 100 con đại yêu thì chúng ta không cần bàn cãi gì nữa, lập tức cho con ngươi kế nhiệm phủ chủ của Kỳ tộc Tây Phủ. Lão nhân đeo khuyên tai bằng độc xà bèn kề lạnh. Kỳ Nhất Xuyên lập tức nhanh chóng đề tỉnh. Con đại yêu nào mà chẳng giàu hoạt, mạnh mẽ, không dễ dàng tiêu diệt chút nào. Đừng nói giết chết cả 100 tên, chỉ cần giết được 10 con đã là kỳ tích rồi. Được rồi, hài tử mới vừa được sinh ra đời, đừng làm ầm ĩ lên như thế. Lão nhân tóc bạc quét mắt nhìn qua một vòng rồi hạ lệnh. Đêm nay sẽ bày tiệc ăn mừng tại Phiêu Tuyết Điện, hiện tại mọi người hãy lưu ra ngoài đi. Vâng. Lão nhân đeo con rắn đỏ liền cao giọng đáp, lúc này mới chịu dẫn theo hơn phân nửa người rời khỏi. Rất nhanh sau đó, những người khác cũng lần lượt nối đuôi theo sau, đồng loạt rời khỏi khu vườn này. Tiệc mừng ở Phiêu Tuyết Điện đến tận đêm khuya mới kết thúc. Lúc này sao đã răng đầy trời, đôi phu phụ Kỳ Nhất Xuyên cũng bế con trở về. Ồ, Kỳ Linh khẽ mở đôi mắt bé xíu ra rồi nhìn lên bầu trời đêm treo trên đầu. Chính mình lại ngủ quên, không ngờ mình lại ngủ nửa chừng thế này. Quả thật buổi biểu diễn quá đặc sắc, người trình diễn gõ đủ loại nhạc cụ như đá, trung, huân, thiếu nữ mặc áo da thú đi chân trần nhảy múa tự do, rõ ràng phong cách khác xa với ở địa cầu. Đáng tiếc hiện tại mình còn là trẻ con, xem được chút liền không thức được nữa, lại tiếp tục ngủ mất. Nhất Xuyên, Uất Trùy Tiết vừa đi vừa nói, trong thanh âm ẩn chứa ý giận dữ. Sao lúc nãy chàng lại bảo muốn con chúng ta đoạt kim kiếm vậy? Điều này khó khăn như thế nào, chẳng lẽ chàng không biết hay sao? Năm xưa ta đã làm được đấy thôi. Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày nói. Chàng là đệ nhất cường giả của Kỳ tộc Tây Phủ, nên thời niên thiếu chàng đương nhiên làm được. Nhưng trong mấy ngàn năm truyền thừa của Kỳ tộc Tây Phủ, có mấy người làm được đâu. Uất Trùy Tuyết lúc này đã nổi giận thực sự. Bình thường nàng rất ôn nhu, nhưng do chuyện này có liên quan đến tương lai của nhi tử. Mà hôm nay khi phủ chủ đề nghị cho con chúng ta kế nhiệm người, lúc đó đã có năm chấp sự đồng ý, chỉ cần thêm một người nữa là đủ. Thật ra sau này chúng ta có thể thuyết phục thêm một chấp sự nữa cũng dễ dàng thôi. Đến lúc đó đủ cả 6 chấp sự đồng ý thì con chúng ta sẽ là phủ chủ rồi. Cần gì phải đi đoạt kim kiếm làm cái gì chứ? Đoạt kim kiếm quá khó. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu than thở. Nàng không hiểu rồi. Thiếp không hiểu ở chỗ nào chứ? Uất Trùy Tuyết giận dữ nói. Nàng mới tới Kỳ tộc Tây Phủ nên chưa hiểu nội tình. Kỷ Nhất Xuyên khẽ giải thích. 10 chấp sự của Kỳ tộc Tây Phủ chia làm 3 nhóm, phủ chủ, kỷ liệt và nhóm trung lập. Chúng ta nếu muốn lôi kéo thêm một chấp sự nữa, ắt hẳn phải trả giá rất cao. Trả giá cao thì sao chứ? Uất Trùy Tuyết bất mãn nói. Đúng, trả giá rất cao, có thể giúp con chúng ta trở thành phủ chủ. Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày nói lớn tiếng.
Thế nhưng nếu như con chúng ta là kẻ không có năng lực mà cho nó lên ngôi vị chủ phủ thì sẽ chỉ làm cho nó đau khổ mà thôi. Đấy là chịu tội, khổ không thể tả nổi đâu. Uất Chỉ Tuyết không khỏi ngây ngốc. Ta không muốn con của chúng ta phải chịu tội. Kỷ Nhất Xuyên chậm rãi nói. Cho nên ta mới đề ra yêu cầu đoạt kim kiếm. Con chúng ta nếu thiên phú dị bẩm, ngộ tính kinh người, chăm chỉ tu luyện thì tự nhiên có thể đoạt được kim kiếm. Khi đó giành lấy ngôi vị chủ phủ sẽ không có ai dị nghị. Kỷ Nhất Xuyên nói. Mà nếu như nó không đoạt được kim kiếm, thôi thì để nó sống cuộc đời thanh thản đi. Kỷ Nhất Xuyên ta đây sẽ bảo vệ cho nó cả đời, giúp nó sống một cuộc đời không lo không buồn. Uất Chỉ Tuyết dường như đang suy nghĩ kỹ càng. Lúc này nàng đã hiểu rõ, làm phủ chủ khó lòng được tiêu dao tự tại. Nếu như là kẻ mạnh mẽ, đương nhiên có thể ngồi vững trên ngôi vị đó. Nếu còn ngược lại chỉ là phường vô năng thì cho dù có cố sức dựng lên đi nữa cũng chỉ chịu khổ mà thôi. Nhất Xuyên, thiếp trách nhầm chàng rồi. Uất Chỉ Tuyết nhẹ nhàng nói. Kỷ Nhất Xuyên chỉ cúi đầu sờ sờ gương mặt nhi tử. Trong mắt nó mở to như vậy, nhất định là đã dậy được một lúc rồi. Đúng rồi, Nhất Xuyên, chúng ta đặt tên cho hài tử là gì? Uất Chỉ Tuyết liền hỏi. Khi thiếp mang thai đã hỏi chàng, chàng bảo tên này không hài lòng, tên kia cũng không thích. Hiện tại đứa bé đã sinh ra đời, cũng nên đặt cho nó một cái tên rồi. Tên của con sẽ theo nó suốt đời. Kỷ Nhất Xuyên nói. Ta có thể không cẩn thận được sao? Trước kia còn chưa quyết định, thế nhưng hiện tại ta đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Con trai của chúng ta lấy tên là Linh đi. Bất kể sau này con trai chúng ta sống cuộc sống bình dị hay sông pha, dù là kẻ yếu hay là cường giả đi nữa, cũng phải giữ vững tâm trí bình tĩnh. Ninh ngư. Uất Chỉ Tuyết khẽ lẩm bẩm. Kỷ Linh, Kỷ Linh. Kỷ Linh sao? Đứa bé được mẫu thân ôm lấy bỗng mở to mắt ra nhìn. Không lẽ do đệ nhất phán quan Thôi Phủ Quân đặt tên cho mình trong sổ sinh tử sao? Sao lại trùng hợp quá như vậy? Không ngờ trong kiếp này hắn cũng có tên là Kỷ Linh. Người có thực lực đứng đầu trong kỷ tộc Tây Phủ chính là Trích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên. Còn người đứng thứ hai là Hổ Ma Kỷ Liệt. Bên trong Phủ Kỷ Liệt. Chúc mừng phụ thân. Gã trung niên lên tiếng. Kỷ Nhất Xuyên kia cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Không ngờ muốn con hắn đi đoạt kim kiếm. Kỷ tộc Tây Phủ chúng ta truyền thừa cả ngàn năm, còn chưa từng có ai dựa vào việc đoạt kim kiếm để lên ngôi vị chủ phủ cả. Lão già tóc đỏ đeo con rắn nhỏ trên tai bỗng vỗ mạnh lên tay vịn trên chiếc ghế đang ngồi. Năm đó khi ta còn trẻ, ắt hẳn phải do ta làm chủ phủ mới đúng. Chỉ vì ta quá kiêu ngạo mà thua dưới tay đại huynh Kỷ Dậu Dương. Rốt cuộc làm cho tên đó được ngồi trên vị trí chủ phủ suốt 80 năm liền. 80 năm qua ta một mực chờ đợi. Mỗi một ngày chờ đợi đều có cảm giác bị dày vò. Kỷ Liệt cắn răng nói. Không ngờ cuối cùng lại xuất hiện tên Kỷ Nhất Xuyên. Thật là tài hoa kinh thế. May mắn, cũng thật may mắn khi Kỷ Nhất Xuyên một lòng tu tiên mà không để tâm đến ngôi vị chủ phủ. Thế nhưng lần này Kỷ Nhất Xuyên thật quá kiêu ngạo, lại chọn cho con của hắn theo con đường này. Thật là trời cao muốn chúng ta leo lên ngôi vị trí chủ phủ này rồi. Gã trung niên tỏ vẻ kích động nói. Đừng vội. Kỷ Liệt quát. Khi ta còn trẻ tuổi đã từng vấp ngã nên ta hiểu rõ. Chưa đạt đến mức thành công cuối cùng thì đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta phải chuẩn bị trước mọi thứ đã. Ý của phụ thân là... Gã trung niên hỏi lại. Kỷ Liệt nhíu mày trầm tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, gã trung niên cũng không dám quấy rầy. Hắn biết phụ thân hắn đang trầm tư suy nghĩ. À... Kỷ Liệt trầm giọng nói. Cứ làm như thế đi. Gã trung niên nhìn về phía phụ thân hỏi. Phụ thân, người định... Muốn giành được kim kiếm, vậy phải đánh bại các thiếu niên bộ lạc và con cháu của kỷ tộc. Kỷ Liệt trầm giọng nói. Tuy nhiên, số lượng con cháu kỷ tộc thưa thớt lại được cấp khá nhiều tài nguyên để tu luyện. Mà thiếu niên những bộ lạc khác lại rất đông đúc. Ngược lại, tài nguyên bị thiếu thốn. Mặc dù như vậy, đại điển kim kiếm 4 năm một lần. Cứ 5-6 lần đại điển thì con cháu kỷ tộc mới miễn cưỡng giành chiến thắng một lần. Gã trung niên gật đầu nói. Thiếu niên bộ lạc rất nhiều, sẽ xuất hiện một vài gã thiên phú dị bẩm. Chẳng qua dù là thiên phú dị bẩm thì tuyệt học chân chính của kỷ tộc sẽ không truyền cho bọn họ, mà chỉ truyền thụ vài tuyệt học nhất đẳng mà thôi. Mặc dù những thiếu niên bộ lạc này rất lợi hại trong đại điển kim kiếm, nhưng 70-80 năm sau đó
cường giả chủ yếu vẫn là kỳ tộc chúng ta. Ý của ta là, Kỷ Liệt lúc này trầm thấp nói, chúng ta tuyển ra vài tên ưu tú nhất, cho bọn họ thật nhiều đãi ngộ, hết mực bồi dưỡng bọn họ. Thật ra nếu không được chúng ta bồi dưỡng thì những thiếu niên bộ lạc này vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng một khi được ta bồi tài, nhất định bọn chúng sẽ thêm một bước lên mây mà càng thêm mạnh mẽ. Ta cũng không tin nhi tử của Kỳ Nhất Xuyên có thể càn quét hết tất cả đối thủ để đoạt kim kiếm. Đúng, đúng. Gã trung niên liền gật đầu theo. Rõ ràng bình thường sự đãi ngộ của thiếu niên bộ lạc và con cháu kỳ tộc khác xa nhau. Con cháu của kỳ tộc là người trong nhà, đương nhiên chỗ tốt rất nhiều, mà đối với thiếu niên bộ lạc thì phải lôi kéo và khống chế cẩn thận. Nhưng lần này đành phải toàn lực bồi dưỡng mấy tên ưu tú nhất. Phụ thân, như vậy nhi tử của Kỳ Nhất Xuyên nhất định sẽ thua thôi. Gã trung niên tự tin đáp. Ha 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 ha. Kỳ Liệt cười nói. Nhớ thật kỹ, hãy xen vài tên vào bên cạnh Kỳ Nhất Xuyên. Ta muốn biết trình độ tiến bộ thực lực của nhi tử hắn. Biết người biết ta mới có thể chắc thắng được. Dạ. Đôi mắt gã trung niên liền sáng rực lên. Quất Chỉ Tuyết nhẹ nhàng đặt nhi tử trên chiếc giường nhỏ ấm áp. Linh Nhi ngoan, mau ngủ đi. Quất Chỉ Tuyết nhẹ nhẹ hôn lên mặt nhi tử rồi rời đi. Kỷ Linh không khỏi tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Hắn chép chép miệng rồi tự tán thán, vừa mới được uống sữa mẹ xong, cảm giác thật cổ quái. Nói chung, trải qua thời khắc 24 giờ vừa rồi, thật không thể tin nổi. Bản thân hắn vốn đã bước qua lại Hà Kiều, đang định uống mạnh bà thang, thì ai ngờ được minh giới địa phủ lại phát sinh chấn động, tựa như trời long đất lở. May mà mình phản ứng nhanh mà nhảy ngay vào nhân gian đạo rồi đầu thai tới thế giới này. Ây da, một con chó trắng như tuyết lại là bạch thúc của mình ư? Một con rắn đen thui dài quá trăm thước, đầu to bằng cả tòa nhà, lại có thể biến thành gã trung niên tóc đen là hắc bá của mình. Hiện tại còn muốn mình đi đoạt kim kiếm nữa chứ, rồi làm phù chủ. Mọi người đã hỏi ý kiến của ta chưa? Ôi, trẻ con không có nhân quyền à? Kỷ Linh liếm liếm giọt sữa trên khóe miệng, đôi mắt lóe lên tia mong chờ. Nên tu luyện thôi. Ngày đầu tiên tới được thế giới này, Kỷ Linh cảm giác gia tộc mình mạnh mẽ ra sao. Họ có thể thống lĩnh vô số bộ lạc thì tất nhiên không thể tầm thường. Chẳng qua vị trí phủ chủ đương nhiên sẽ khiến cho nhiều người thèm thuồng. Điển hình như thế lực của lão già đeo khuyên tai bằng con rắn bé xíu kia cũng không nhỏ chút nào. Lão ấy dám chống lại quyết định của phủ chủ, còn muốn đối đầu với phụ thân của mình nữa chứ. Mặc kệ họ thôi. Hiện tại mình còn là trẻ con nên không cần phiền não nhiều như vậy. Vấn đề quan trọng nhất là tu luyện, cụ thể là luyện tập quan tưởng chi pháp nữ hoa đồ. Nữ hoa đồ dựa theo Thôi Phủ Quân đã từng nói qua, dù cho bản thân mình có đầu thai đến thiên giới đi chăng nữa, giữa hàng thiên binh thiên tướng cũng có thể dựa vào quan tưởng chi pháp này để chiếm ưu thế, chứ đừng nói đến tại nhân gian. Vì vậy có thể nói quan tưởng chi pháp nhất định đạt mức độ tối cao ở nơi đây. Dù sao phương pháp chân quý như thế cũng đã in sâu vào trong ký ức của mình. Xem ra đây chính là căn cơ để mình đặt chân đến thế giới này. Kỷ Linh thầm nghĩ vậy. Trải qua 18 năm bị bệnh tật, đau yếu dày vò ở địa cầu, đến nỗi nửa giờ đi bộ cũng cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác bệnh tật đau đớn đó bản thân đã chịu đựng đủ rồi. Cảm giác bất lực khi đối mặt với tử vong kéo đến, chính mình cũng đã thưởng thức qua. Đủ rồi, tất cả đã qua. Tự mình phải nắm giữ được vận mệnh bản thân, mà con đường này chính là con đường tu tiên mà Thôi Phủ Quân đã nói. Đúng, chỉ có tu tiên. Kỷ Linh nhắm mắt rồi bắt đầu nhớ lại. Từng tia nguyên khí thiên địa chậm rãi tiến vào trong thân thể của hắn, dần dần được hấp thu và thức hải, giúp cho hồn phách trở nên cứng cáp hơn. Dù sao, quá trình hấp thu này cũng chỉ nạp vào mỗi một tia, cho nên ngay cả Kỷ Nhất Xuyên hay Uất Chỉ Tuyết đều không phát hiện ra. Quan tưởng chi pháp có thể dẫn động nguyên khí thiên địa để hấp thu sao? Điều này thật khó tin. Bởi vì đây không phải là pháp quyết tu tiên, cũng không phải bí thuật của tiên ma hay gì cả. Nếu như đó là pháp quyết tu tiên thì cho dù có điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng đằng này là quan tưởng chi pháp, chỉ hấp thu duy nhất một tia nguyên khí thiên địa thôi, cũng khiến cho người ta khó lòng tin nổi. Rào rào, từng tia nguyên khí thiên địa không ngừng tiến vào thân thể trẻ con của Kỷ Linh. Luồng nguyên khí thiên địa này lần lượt tiến vào tẩy rửa thân thể của hắn. Rõ ràng cơ thể trẻ con mới sinh ra là tinh thuần nhất, sau khi chào đời sẽ bị cát bụi thế gian từ từ nhiễm vào.
Nhưng lúc này những đám cát bụi chọc khí đó mới vừa bám vào thân thể Kỳ Linh lập tức bị rửa trôi đi, giúp cho thân thể hắn rất nhanh tinh thuần lại như lúc mới chào đời. Các bạn thân mến, tập đầu tiên của bộ truyện Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị tạm thời kết thúc tại đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.